Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, người dân tại thành phố Sóc Trăng không khỏi hoang mang trước thông tin các cây xanh được trồng trước nhà của mình là cây độc. Theo đó, cây có tên gọi là sò đo cam được chính quyền địa phương trồng cách đây vài năm. Cây mau lớn, tán rộng cho bóng mát, có hoa và màu cam rất là bắt mắt. Cây sò đo cam có nguồn gốc từ châu Phi, cao 12 đến 15 mét, hoa màu cam, phát tán hạt qua gió, có khả năng loại bỏ các cây khác trong cùng phạm vi phân bổ, xâm chiếm các vùng đất bị hoang hóa, vùng rừng đã bị tác động làm giảm đa dạng sinh học, được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đưa vào danh sách 100 loại sinh vật ngoại lai gây hậu quả nghiêm trọng trên thế giới.